Thưa quý vị, trong thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương cũng đã và đang phát huy tốt nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn huyện. Tuy nhiên, là địa phương nằm giáp ranh với thành phố Đà Lạt, nên việc thu hút bệnh nhân đến khám bệnh tại tuyến y tế cơ sở cũng còn những bất cập. Sau đây là ghi nhận của nhóm phóng viên thời sự. Kể từ khi Bộ Y tế cho phép khám bảo hiểm y tế thông tuyến, thì đa phần người dân đã lựa chọn dịch vụ y tế tốt nhất để khám chữa bệnh. Huyện Lạc Dương nằm gần với thành phố Đà Lạt. Vì vậy, đây cũng là điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận với các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất. Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương, trung bình hàng ngày có khoảng từ 60 đến 80 bệnh nhân đến khám, chủ yếu là người dân và cán bộ công chức khám bảo hiểm y tế ở xã Lát và thị trấn Lạc Dương. Riêng những xã như Đà Sa, Đà Nhiêm và một số xã khác của huyện Lạc Dương thì hầu như không khám ở Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương vì lý do địa hình. Bởi người dân ở các xã này muốn đến Trung tâm Y tế huyện khám thì phải đi qua Đà Lạt, cho nên họ sẽ lựa chọn khám bệnh tại các bệnh viện lớn ở thành phố Đà Lạt. Theo cái nguyện vọng của chính quyền địa phương cũng như là nhân dân địa phương ở tại huyện, và qua cái cuộc họp hàng năm thì Sở Y tế cũng như Bệnh viện tỉnh cũng có nhất chỉ đạo và nhất trí là tạo cái điều kiện để Bệnh viện Lạc Dương triển khai cái phòng mổ. Thì để giải quyết các cái bệnh thông thường như là bắt câu, mổ ruột thừa, rồi phimosis, các cái ung bướu, các cái ung bướu thông thường. Thì như vậy thì cái tổ chức được như vậy thì chắc chắn sẽ thu hút bệnh nhân đông hơn. Năm 2009, Trung tâm Y tế huyện Lạc Dương được xây dựng trên diện tích gần 2 hectare tại thôn Hợp Thành, xã Lát, huyện Lạc Dương, với tổng số tiền xây dựng là 27 tỷ đồng, với quy mô 50 giường bệnh. Tuy nhiên, sau khi đi vào hoạt động, Trung tâm Y tế chỉ được phân bổ 30 giường bệnh. Vì vậy, còn một số phòng bệnh vẫn chưa được sử dụng để trống. Riêng về đội ngũ nhân lực có 113 cán bộ công nhân viên, trong đó có 26 bác sĩ, 43 điều dưỡng. Đa phần những bệnh nhân đến khám hay nằm điều trị ở đây chỉ là bệnh thông thường, bởi trang thiết bị điều trị khám chữa bệnh còn thủ công và thô sơ. Dạ, em nằm ở đây được 3 ngày rồi ạ. Em bị tụt huyết áp và bị chóng mặt rồi đau đầu buồn nôn. Lúc em mới vào thì đội ngũ bác sĩ cũng nhiệt tình, tận tình giúp đỡ em. Em thấy cơ sở vật chất ở đây tốt và rất là gọn gàng. Nói chung bác sĩ ở đây rất là nhiệt tình, quan tâm đến người bệnh. Thì chúng tôi cũng đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Y tế cũng hết sức quan tâm bố trí thêm cái giường bệnh hàng năm để chúng tôi đủ cái điều kiện để phục vụ cho bệnh nhân. Hiện tại thì nó có những cái thuận lợi để những cái tiềm năng mà có thể là xin thêm giường bệnh để phục vụ cho bệnh nhân. Cái thứ hai là một số cái thiết bị như là cái máy kéo giãn cuộc sống hoặc là một số cái thiết bị nó hiện đại hơn thì chắc chắn sẽ thu hút được bệnh nhân. Việc thông tuyến bảo hiểm y tế mang lại nhiều thuận lợi cho người dân. Tuy nhiên, để giảm tình trạng quá tải bệnh nhân ở tuyến trên, đồng thời để tạo niềm tin cho người dân địa phương khi đến khám tại tuyến y tế cơ sở, thì cần phải có chính sách đầu tư thích đáng, chuyển giao kỹ thuật y khoa hiện đại cho tuyến y tế cơ sở để tránh tình trạng đầu tư lớn, hiệu quả thấp.